Xin chào các bạn đã quay trở lại với Gia Bảo Luxury. Trên tay của tôi hiện tại là một chiếc đồng hồ có xuất xứ từ nước Pháp. Thực tế thì có rất nhiều thương hiệu đồng hồ hay những nghệ nhân chế tác nổi tiếng đến từ nước Pháp. Nhưng mà chúng ta thường bắt gặp một điều đó là những cỗ máy thời gian được làm từ thương hiệu đó hay người đó thường có dòng chữ Swiss Made ở trên mặt số. Thì chiếc đồng hồ ở trên tay tôi đây đến từ thương hiệu Piccinia là một trong số ít những công ty lại tự xứng danh nguồn gốc của riêng hãng ở trên mọi chiếc đồng hồ, với dòng chữ ở góc 6 giờ bằng tiếng Pháp, và chúng ta tạm hiểu đó là Made in France, đến từ nước Pháp. Dưới đây là tiếng Pháp cho nên tôi cũng không dành lắm về cách đọc. Mẫu đồng hồ trên tay tôi và đang hiện tại ở Gia Bảo Luxury có tên gọi là Piccinia Blue Royal Moonface, trong chất liệu vàng vàng, nằm trong bộ sưu tập Manufacture của hãng. Hãng chỉ có 2 bộ sưu tập và khác với bộ sưu tập Montreal xuất hiện từ thời đầu thành lập, chỉ sử dụng máy ở bên ngoài. Thì những cỗ máy thời gian trong bộ sưu tập Manufacture chỉ được trang bị bộ máy in-house, được sản xuất riêng tại nhà máy của hãng. Bộ máy in-house mà tôi muốn nhắc đến là bộ máy Caliber Royal đầu tiên của Piccinia, ra đời vào năm 2011, là niềm tự hào to lớn của nhà sản xuất này với việc cấu thành của 318 chi tiết và có 8 bằng sáng chế với quốc tế. Và đây là điểm độc đáo của hãng sản xuất Piccinia, và có lẽ tôi sẽ đi vào sâu về bộ máy này nhiều hơn. Bộ máy Caliber Royal gây được tiếng vang lớn khi tích hợp 3 tính năng quan trọng như là hệ thống ô cửa sổ báo ngày kích thước lớn, bộ hiển thị lịch tuần trăng và bộ hiển thị thời lượng cót trên cùng khung chính. Hơn thế nữa, chỉ dày 5,88mm, bộ máy Caliber Royal được nhãn hàng tuyên bố có thể cung cấp năng lượng lên đến 88 giờ đồng hồ bởi sở hữu một hộp cót lớn. Và điểm đặc biệt trong cỗ máy này đó là quá trình chế tác bộ máy Caliber Royal được biết tốn hơn 1 năm nghiên cứu và phát triển, với sự đóng góp từ 3 trụ cột chính đến từ nhà sản xuất Piccinia, và một trong số đó là thợ đồng hồ gốc Việt là ông Trần Huy Văn. Kể từ năm 2011 và sau năm 2012, bộ máy Caliber Royal được tích hợp thêm nhiều tính năng phức tạp hơn. Trong những dòng đồng hồ tiếp theo có thể kể đến với tính năng như là giờ thế giới GMT, lồng tourbillon hay là một hệ thống bấm giờ chronograph, bánh xe cột. Và chúng ta hãy cùng quan tâm đến thiết kế của chiếc đồng hồ Blue Royal Moonface có mặt tại Gia Bảo Luxury ngày hôm nay. Nhìn chung đây là một thiết kế mang nhiều màu sắc cổ điển hơn cả. Có thể kể đến như là bộ vỏ khung kích thước 42mm được làm trong chất liệu vàng vàng cao cấp, có khả năng chống nước ở độ sâu 50m. Sở hữu dáng tròn thì cả bộ khung của chiếc Blue Royal Moonface này trông bút mắt hơn nhờ toàn bộ bề mặt đã được đánh bóng láng mịn và kỹ lưỡng từ trước ra sau, cả phần càng nối dây nữa. Càng nối dây được thiết kế vát chéo và ôm nhẹ để cố định dây đeo ở trên cổ tay của người dùng. Và là một thiết kế cổ điển, chúng ta sẽ không thể nào bỏ qua được mặt số có màu khá là quen thuộc với nhiều cỗ máy thời gian, đó là màu trắng. Thực tế, mẫu đồng hồ này được nhà sản xuất tung ra với 2 phiên bản của mặt số là mặt số đen và mặt số trắng. Mặt số đen sẽ đem đến vẻ ngoài thể thao hơn, còn mặt số trắng sẽ đem đến vẻ mặt thanh lịch, trang nhã hơn. Bộ máy sẽ không thể nào được biết đến nếu như không có sự phô bày của mặt số. Và mặt số trắng được sử dụng để phô diễn 3 tính năng. Ngoài xem giờ cơ bản của chiếc Blue Royal Moonface này, theo đánh giá riêng tôi thì nó không hề rối mắt mà lại khá là thông thoáng và dễ nhìn. Bên dưới logo và tên thương hiệu là 2 ô cửa sổ báo thứ và ngày kích thước lớn. Riêng ô cửa sổ báo ngày được chia thành 2 phần riêng biệt, không sử dụng kim dây trung tâm. Nhà sản xuất Piccinia trang bị cho mặt số của chiếc Blue Royal Moonface một mặt số phụ tính dây độc lập góc 4 đến 5 giờ với một kim dây vàng đang chuyển động nhịp nhàng cùng những vạch màu đen nhỏ gọn. Cạnh mặt số phụ tính dây ghép thành hình số 8 là bộ hiển thị lịch tuần trăng góc 6 giờ với tông màu xanh thẫm đặc trưng, đem lại điểm nhấn tinh tế cho cả mặt số. Mặt trăng vàng sẽ chậm rãi di chuyển từng ngày
Và nếu muốn điều chỉnh, ta cần sử dụng dụng cụ đặc biệt để thao tác cái lỗ đặt thẳng góc 9 giờ trên bộ hòa khung. Với những chiếc đồng hồ cơ học, việc theo dõi mức năng lượng hiện tại là điều rất cần thiết. Và trên mặt số trắng bạc của chiếc đồng hồ này, bộ hiển thị mức năng lượng được đặt từ góc 8 giờ đến 9 giờ. Nếu như bạn để ý kỹ, bộ hiển thị này được chia thành hai khoảng từ 0 giờ đến 72 giờ và từ 0 giờ đến 16 giờ. Có thể tạm hiểu là mẫu đồng hồ này có thể vận hành lên đến 88 giờ đồng hồ, trong đó sẽ đảm bảo 72 giờ là chính xác nhất. Hoàn thiện cho mặt số là 2 kim giờ và phút bằng vàng ở trung tâm, được cắt gọn cẩn thận cũng như đánh bóng chỉnh chu, cùng hệ thống cặp chỉ giờ được đính nổi ở xung quanh. Bên ngoài cùng là hệ thống vạch chia xen kẽ các chấm tròn bằng vàng hỗ trợ việc xem phút được chính xác nhất. Như đã nhắc trước ở phần đầu tiên, bên trong bộ phổ khung chắc chắn của chiếc đồng hồ Rolex Moonface là cỗ máy ấn tượng Calibre Royal. Nhưng mà trong mẫu đồng hồ này là bộ máy cơ bản của hãng. Bộ máy này được quan sát thuận tiện hơn nhờ lớp kính sapphire ở phía nắp lưng. Và bộ máy Calibre Royal hiện lên không quá nhiều tầng lớp bởi vì đã tích hợp được 3 chức năng: ô cửa sổ báo thứ ngày, bộ hiển thị mặt trăng và bộ báo năng lượng trên cùng một tấm khung chính. Do đó thì những chi tiết hoàn thiện được quan sát khá là dễ dàng. Những chi tiết chúng ta có thể quan sát được ở đây đó là hệ thống vân Cotetogenet cổ điển, những đường viền mài sáng bóng và hệ thống vân bán nguyệt xếp chồng lên nhau phía dưới đây. Được biết mẫu đồng hồ Piccinier Royal Moonface trong chất liệu vàng vàng được bán với mức giá niêm yết là 17.000 euro và tương đương với khoảng 20.700 USD. Trên đây là bài review chi tiết của Gia Bảo Luxury về chiếc Piccinier Royal Moonface. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo.